Em xin mến chào các bác. Chào mừng các bác đã đến với kênh Hoa Lan Ninh Bình. Chào các bác. Hôm nay em xin quay và gửi đến cho các bác một số cái hình ảnh mà vườn phong lan của bác Sơn rất là đẹp, đã được bác trồng và chăm sóc mấy năm vừa rồi. Vâng, thưa các bác, lần trước thì em đã có dịp quay rồi và hôm nay ngày nghỉ nên là em lại lên thăm và có dịp để quay và xin gửi đến các bác cùng mọi người để chiêm ngưỡng lại cái vườn của bác Sơn. Xin thưa với các bác là vườn của bác Sơn thì ở trên trần và đã được bác quan tâm chăm sóc cái dàn phong lan của mình rất là chu đáo và tỉ mỉ. Thế nên là từ những các cái giò phong lan to cho đến những các cái cây nhỏ thì đã đều được phát triển và có một cái sức sống rất là mạnh mẽ và rất là tuyệt vời. Xin thưa với các bác, những các cái giò đai châu, những các cái giò phi điệp, trầm và đặc biệt là cáo và đuôi tròn, thì những các cái giò này đã có một cái sức sống cũng như là đã đạt được cái mức độ thuần dưỡng ở trong vườn rất là lâu rồi. Rất nhiều người là thích sưu tầm hỏi nhưng vẫn được bác từ chối. Vâng, xin mời các bác cùng với tôi và anh em hội chơi lan của Ninh Bình cùng nhau chiêm ngưỡng lại cái vườn của bác. Xin mời các bác. Đi mẹ đường thì thấp, xung quanh thì trống, tối thì đóng cửa ngủ. Báo cáo với ông là hôm vừa rồi là của con ấy là trên trần đấy. Cái này là cát à bác ơi? Cá đấy, vâng. Kia cái cảnh Hòa Bình kia mà treo về mà nó to cảnh kia cơ mà. Dạ, bên nhà mình thì nó treo đi. Dạ vâng. Nó thiếu nước đấy anh ạ, hoặc là nó bị sốc nhỉ? Mùa này đang thiếu nước mà mình ấy dễ cái là nó bỏ ra. Dạ vâng. Thằng cũng đang phòng cái này. Đúng rồi. Thằng kia cái đấy. Cái bình xịt này là 2 lít hay 1 lít rưỡi? Đây là 2 lít chứ không? 1 lít rưỡi đâu? Em mình treo ngoài vườn tí, em dạ. Thích chơi vài trăm cũng được nhưng mà mình không có cơ sở, không có cái bãi để treo. Bãi em muốn treo mà nó dàn kín kín thì không làm được. Đêm mua mình trông coi. Em hôm vừa rồi cũng phải hàn chuồng rồi đấy anh ạ. Đây mà em bảo là đầu tư thêm mà hàn chuồng thì chắc chắn là. Và chứ nếu mà không chủ quan là nó. Đêm hôm anh em ở quanh đây. Và mình chủ quan quá là cái này là nó thuộc vào là nó như kiểu là cái dòng này là nó giống cái địa bên kia, nó cũng lạ, thân nó rất là to mà to và thì còn gì bố nước và cái giò này là giò Hòa Bình nhỉ anh? Bác với ông ấy đi mua về đấy ạ. À vâng. Cái này thì hôm mình mua là bao nhiêu tiền một thân anh? À vâng. Thế là rẻ đấy ạ. Em thấy là thân này là vậy là được đấy. Mua như bà chứ bán. 500 thân mất còn bao nhiêu tiền? Lên mang của mình lấy nhỉ? Dạ. Không thế là cái này lá mít của nó này nhưng mà nó hơi đắt tiền tí nhưng mà lá mít của nó đẹp. À dạ vâng. Nhưng mà hàng lá mít đấy cũng hơn ạ. Mấy năm sau đẹp lắm. Dạ vâng. Nhưng mà hoa của nó không được chuyển hoa. À vậy à? Cái này là chú mua hay là bác mua hay là bác bán đây? Mua đi. À vâng. Cái này là cũng trồng cũng ổn định rồi đấy. Vâng. Không, cái này thì ổn định chứ chỉ để cái đèn nguyên chi vậy thôi chứ còn không cắm rỡ. Đúng rồi vâng. Rỡ ra giờ học anh. Đúng rồi vâng.
Nam Hà đấy, nó hay mang sang bán cái lúa lúa đấy. Ngoài đồng quan có thằng Nam Hà bán lúa. Chỗ nào? Ngoài đồng quan có thằng Nam Hà bán lúa không? Đấy, cái thằng này đấy. Cái nhà nó ở cửa cái chỗ giặt hàng giặt đấy, giặt chăn. Hôm vừa rồi em lên chỗ đại gia Hiền Hòa trên kia, sao ông ấy bảo ông thích cái giò đai trâu của bác lắm mà sao bác lại không bán cho ông ấy, ông Trường? Ông nói với chú này nhá, thấy... có chú Sơn thì chú biết cái đàn của tôi rồi, lúc bây giờ tôi chưa làm cái hàng đào bên trên nữa, dạ cái vàng. Tường đào của mình thì đã cao rồi, vậy mà để xe máy và cây gốc là thằng kia cứ làm như là bùn là đất, chơi vậy không được rồi, chơi ông phải phải làm sao nó có thoáng thôi chứ còn cứ chặt chẽ quá không nên chơi 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 lan làm gì, chơi lan người ta nó thoáng cái đầu, nó đỡ được, đừng có bác ơi, cái này bác cắt nước thì sao mà thân đã héo rồi, bỏ lá đằng này là bắt đầu trông việc nó ra hoa rồi. Tháng 2 là ra hoa rồi chú ạ. Cái này là ra lá sớm. Bỏ vào ra hoa sớm này. Tách kỳ đúng không? Hàng này hoa của nó như kiểu dùng đỏ ấy cậu ạ. Dạ vâng. Nó là dạng trầm hồng, trầm hồng rừng. Chứ ông không chơi được, thằng đấy nó không chơi được. Vâng. Cái này là cái thân to to qua xem sao mình có chơi được. Chơi lan nó phải có phòng độ qua đạo quả, một thân to ấy sao chứ là gì? Qua là xem một thân to ấy, không phải hai thân này đâu. Cái to ở đâu? Đó. Ở đâu? Cái loại này đấy, to một thân hay hai. Kia có một thân ấy chứ. Thằng này là khác, thằng này còn quả bình, lắm ít quả bình. Này lắm ít đó, cái hôm mình treo lắm ít, quả tròn mà. Nó tròn nhưng mà bây giờ nó lại dài ra. Mua về thì nó tròn rồi. Nói như này này, ở vùng miền, mỗi đưa về cái vùng miền khác là cây nó đã khác. Đúng rồi, dạ vâng, nó có sự thay đổi. Tôi nói cho chú nghe nhá, thằng Do Linh. Dạ vâng. Thì nó nở vào mùa xuân. Dạ vâng. Nó quý được cái nở mùa xuân. Nhưng về mình nghĩa là nó chỉ nở sớm hơn thằng kia một tháng. À, dạ vâng. Hơn thằng này một tháng. Cái thằng này của mình tháng 4 là nó tháng 3. Tức là nó cũng lại tháng 3. Tức là nó không ra vào cái dịp xuân nữa. Dạ vâng. Mà trong cái đó thì cái hàng xuân là hàng rất đắt đúng không? Rất đắt. Vâng. Hàng xuân thì đắt lắm. Đúng rồi, vâng. Xuân là đắt nhưng mà về mình nhớ tiểu rượu của mình thì đắt. Nó lại khác mất rồi. Lúc bây giờ nó còn đang rẻ chứ hơn. Mà anh đã phải mua 3 triệu cái giỏ. Dạ vâng. Cái tim Huế là một tim Huế. Tôi về đúng là mãi đến khoảng 20 tháng 3. Dạ vâng. À, 20 tháng 3 nó mới rau à. Dạ vâng. Vậy là thằng Vân nhà đất nó xuống cái nàng nề nó bảo hàng Cao Linh thì để cho làm. Và ta mua 3 triệu đấy còn mày giá được bao nhiêu? Giá vậy nó bảo thôi công anh đi. Công anh đi em trả thêm 1 triệu vậy nó bỏ 4 triệu đấy. Vậy cái thỏa của nó như nào nó được mất. Bác có bán cái giỏ đai châu 2-3 cây này không bác ơi? Đâu? Đây. Cái này không có cây trắng, trắng có một cây trắng à cơ, đây này cái thằng trắng à, và thằng trắng từ sau dạ vâng. Tinh luôn rồi, thằng này cái này là 3 cây bác nhỉ, 3 cây trắng tí luôn, trắng lắm thằng này. Vâng. thằng này hoa nó đẹp lắm. Cái này là cũng là Thái đấy, của Thái đấy. Dạ vâng. Thằng này vừa rồi đấy nó tiêu không đây là nó cháy cái lá chứ. À, cái đấy là cái mà cái cháy nó cháy cái lá này phải hôm vừa rồi lại phải lấy cái lưới che. Dạ vâng. À tức là nó nhỏ giọt ạ. Thằng là nó nắng trực tiếp luôn. À nó nắng trực tiếp. Nắng trực tiếp vào nắng đây. Trực tiếp nó bị vào và nó cháy bơm bất lá này với một cái lá ta bảo. Dạ vâng. Lấy lưới che. Đúng ạ. Không có ngọn nào là ngọn Campuchia thì mình mua mình đi bẫy không? Campuchia thì không có mặn nào. Ông bẫy. Đây này, Campuchia là lá nó phải nước. Đây này, là lào cả. Lào cả. Campuchia cái gì đấy? Cái giò tròn sóc lào này của bác đẹp nhờ. Cái này là tròn đấy chứ ạ? Cái này là tròn đấy, sóc này. Dạ vâng. Cái này là tròn đấy ạ. À dạ vâng. Thoải mái. Đấy là sóc mình hay là sóc lào?
này nếu mà đúng nha gọi là sắp ta nào lắm. À vàng. Dạ vàng vàng. Lá mở đó đó. Ba loại chú ạ. À dạ vàng. Lá khép loại lá mở. Dạ vàng. Bây giờ cái lá khép đang thuần cái lá khép. Dạ vàng. Đây là thằng lưới để làm phần lá khép này thì nó không đẹp bằng lưới. Đây là lá mở. Nấm chi gỗ trong trong. Dạ. Vàng nấm chi gỗ để nó. Đúng rồi vàng. Vào rất đỉnh cho nhìn ra dễ. Ông nào mà không chơi cái không phun cái nấm này là hơi bị sai lầm. Dạ vâng. Nếu mà thuần cây đúng là như vậy. Vâng. Dễ của nó này. Dạ đúng rồi. Dễ đó này. Mà trồng cây nó đói vậy mà dễ phục ra. Dạ vâng. Đây tôi mua riêng được một cây đấy còn đây này. Dạ vâng. Dễ sướng. Đây là đúng là nấm chi gô với cái dây chuối đấy. Dạ vâng. Nó phun vào. Đây nó còn đang trắng trắng đấy. Nấm chi gô để ngoài này. Vâng. Đấy. Đây nó lên luôn này. Không, cái thằng này là cái nấm giá thẻ thì mình không tính rồi. Không, nấm nó mọc luôn đấy bác ạ. Nó cái nấm này nếu các bác phun đậm đặc là nó mọc luôn thành nấm luôn. Thằng này á, thằng này được cái yêu Việt là nấm của nó là bộ dễ. Dạ vâng. Đúng rồi vâng. Vâng. Không dễ mà nó lên cho phi đẹp đấy. Vâng. Đấy em thấy như các cái hàng đấy tròn này, tròn đấy rất đẹp nha cái này mà. Dạ vâng. Nấm vào phát. À dạ vâng. Dễ đấy tôi đẹp hẳn ra rồi. Đúng không? Đúng rồi và nó phát triển rất là tuyệt vời. Đấy như cái giò tròn kia là mùa hè tới này là nó già là rất là đẹp. Thằng này này. Dạ vâng. Thằng này là bây giờ bắt đầu là thuần rồi. Dạ vâng. Thằng ấy phải treo ẩm, treo thấp xuống. Luôn cái thằng này mà ngày xưa là ký được cứ ký tinh tinh vào này. Dạ vâng. Bắt đầu là bây giờ nó bám vào được không rất tốt. Dạ vâng, dễ rất là khỏe rồi. Dễ nó khỏe. Tôi cái thằng này không thể để lại. À vâng. Không ấy được. Vâng. Nó mấy cái thằng ấy lại vậy, thằng này nó ưa nấm. Dạ vâng. Cái thằng cáo. Thằng cáo. Cáo ngày xưa mua về lá nó vào khè đấy. Đúng rồi vâng. Nó về lá và cái vào chân nó vào khè đấy và phun vào mấy ngày đấy rồi. Đúng rồi. Thế là cái bụi này nó to. Dạ vâng. Em ở nhà cũng có một chậu cáo rồi. Vâng. Nhưng mà lá cứ xanh mướt và phát triển khỏe đấy, lắm. Được thằng đấy là cái nấm nó vào rồi nó ăn. Hòa Bình thì đẹp. Dạ vâng. Bánh nhiều. Hòa Bình này đẹp. Anh dạ. Thằng nhạn này cơ. Thằng này là thằng cái gì nhỉ? Thằng nhạn. Dạ vàng. Dạ A vàng. Nhạn Thái đấy. Vâng, nhạn Thái. Vâng. Thằng đấy trông nhìn cây nó đẹp chứ? Dạ vàng, nhìn cây đẹp mà hoa cũng thơm ạ. Vâng. Hoa rất là thơm. Cái đợt anh vâng. Em mình lấy của Linh cái nhạn tháng 8 đấy chú Sơn. Không ngờ bây giờ nó đắt thế. Cái kia là sóc ạ. Sóc la mã. Sóc la mã. Sóc la mã. Cái lão dường lão thích lắm, lão cũng bảo hay chú để ra thì không. Em có mỗi buổi em chơi thì dạ mà. Có thuần lắm. Thằng này có thuần lắm. Thuần lá nó đẹp như này lâu lắm. Vâng. Từ ngày bắt đầu là khởi nghiệp chơi đấy. Chơi à thế là nó có qua khoảng 5 năm. Dạ vâng. 5 năm thì có nhập chơi. Vâng. Bác có cái hàng gì đấy mà thân nù cũng đẹp đây đây. Dạ. Bác sẽ kỷ niệm nhanh. Dạ. Nhưng mà chả có nhưng mà kỷ niệm. Dạ. Báo cáo với bác là hôm trước là bác tặng em một cái kỳ đấy. Mà bây giờ là nó đã 35 phân rồi. À, hôm vừa rồi em quay giới thiệu cho các bác xem đấy. Vâng, cái này rất là đơn giản, đừng có phí cầu kỳ quá cái dòng lại nó không quan trọng cho lắm. Dạ vâng. Cầu kỳ quá nó cũng phải. Đây tôi chỉ buộc vào đây là xong. Em được cái là mấy cái món quà mà các bác tặng thì lại còn nguyên, may mà không bị mất một cây nào. Em bảo những các cái món quà đấy là những cái mà tinh thần vô giá đấy, những các cái món quà. Ông định Yên Ninh ông lên là ông bắt kỷ niệm cho một cây rồi. À dạ vâng. Thôi cái cây này để tôi hôm nào ông anh lên đây tôi kỷ niệm. À, dạ. Là hai cây là thôi. À dạ vâng. Ông Minh cũng bảo vậy, cháu ông có bảo thôi. Dạ ông vâng, vậy thì
Quá tuyệt vời đấy. Không còn nữa chứ. Dạ vâng. Không còn bọc.